Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk vừa tổ chức lễ ký kết đối tác chiến lược với 6 tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới nhằm ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng vào các dòng sản phẩm sữa bột trẻ em đạt chuẩn quốc tế. Cụ thể, 6 tập đoàn danh tiếng ký kết đối tác với Vinamilk trong sự kiện lần này đến từ các nước Thụy Sĩ, Đan Mạch, Đức, Ý, Thụy Điển, Nhật Bản. Đây là các tập đoàn hàng đầu ở mảng nghiên cứu về khoa học dinh dưỡng, với sự cam kết chia sẻ tất cả các công nghệ đột phá, ứng dụng nghiên cứu mới về dinh dưỡng vào các sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk. Muốn có chất lượng quốc tế thì chúng ta không những là có máy móc, thiết bị, rồi con người, và lần này đặc biệt là với cái 6 tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu của thế giới, thì giúp cho Vinamilk cùng với lại các tập đoàn đó tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng quốc tế cao hơn, với giá cả hợp lý hơn. Chúng tôi rất háo hức được hợp tác với Vinamilk. Sẽ thật tuyệt vời với việc tập trung cung cấp những giải pháp mang lại lợi ích về sức khỏe cho trẻ em, nhờ vào những nghiên cứu mà chúng tôi có thể cùng nhau triển khai trong tương lai. Sự kiện này đã cho thấy một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của không chỉ Vinamilk mà còn là của ngành sữa trong nước. Trên cơ sở các hợp tác chiến lược này, Vinamilk sẽ mang đến cho trẻ em Việt Nam các giải pháp dinh dưỡng từ sữa đạt chuẩn quốc tế và có công thức ưu việt gần với sữa mẹ. Đây là một cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có những doanh nghiệp hàng đầu như Vinamilk sẽ tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Trong dịp này, các lãnh đạo cấp cao, chuyên gia dinh dưỡng đến từ 6 tập đoàn và khách mời cũng có chuyến tham quan siêu nhà máy sữa bột Việt Nam của Vinamilk. Đây là siêu nhà máy chuyên sản xuất sữa bột với công nghệ tiên tiến nhất, tự động hóa hoàn toàn, có sản lượng tương đương khoảng hơn 60 triệu lon sữa mỗi năm. Cơ sở vật chất và dây chuyền sản xuất và các trang thiết bị ở đây thật hiện đại. Chúng tôi rất hài lòng và tin tưởng vào sự hợp tác với Vinamilk. Cũng tại sự kiện này, Vinamilk chính thức công bố là công ty sở hữu toàn bộ thương hiệu sữa bột trẻ em đầu tiên tại châu Á, đạt giải thưởng Purity Award từ Mỹ, giải thưởng khắt khe, đánh giá về sự tinh khiết, an toàn và minh bạch của thực phẩm, đặc biệt là dành cho trẻ em.